chào tất cả các bạn. Thì các bạn có biết không, không ở một quốc gia nào sinh viên quốc tế được quan tâm như là ở Úc. Thì trong các trường đại học thì không hề có sự phân biệt giữa sinh viên quốc tế hay là sinh viên sinh sống tại đây. Tất cả mọi chính sách như là đóng học phí, hưởng các phúc lợi xã hội hay là hưởng các điều kiện về vật chất đều chỉ có một dành cho tất cả các sinh viên mà thôi. Và khá là nhiều trường của Úc thì sẽ trợ giúp cho sinh viên trong các quá trình tìm việc làm thêm, tư vấn cách trả lời phỏng vấn khi xin việc, cũng như là giúp các bạn sinh viên hòa nhập với môi trường mới. Và đối với từng bang thì sự hỗ trợ từ phía chính phủ thì sẽ có cái phần khác nhau. Tuy nhiên thì sinh viên quốc tế là đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Các chính sách học bổng cũng sẽ giúp cho các bạn sinh viên, trợ giúp cho các chi phí về giao thông công cộng. Và song song đó thì tại tiểu bang New South Wales của Úc cũng có những chính sách homestay dành cho các bạn du học sinh dưới 18 tuổi, nghĩa là các bạn đang học ở bậc tiểu học và trung học công lập. Thì các chính sách dành cho du học sinh tại các trường công lập ở tiểu bang New South Wales của Úc đó chính là đối với các bạn học sinh tiểu học là từ mẫu giáo cho đến lớp 4, bắt buộc các bạn phải sống chung với phụ huynh. Và đối với học sinh tiểu học là lớp 5 hoặc là lớp 6 thì các bạn có thể sống chung với lại phụ huynh hoặc là thân nhân trực hệ. Thì thân nhân trực hệ này phải được chấp thuận bởi Bộ Di trú và Quốc tịch Úc, đó là DIAC. Còn đối với học sinh trung học, đó là ở lớp 7 và lớp 8 thì các bạn phải ở với thân nhân cũng đã được chấp thuận. Còn đối với các bạn học sinh trung học từ lớp 9 cho đến lớp 12 thì các bạn có thể sống chung với phụ huynh, thân nhân hoặc là các bạn cũng có thể được chấp thuận ở homestay. Và Bộ Di trú và Quốc tịch Úc yêu cầu những người có visa là học sinh dưới 18 tuổi, thứ nhất đó là phải sống với phụ huynh hoặc là thân nhân thích hợp. Thì phụ huynh có thể đi theo con cái của mình, thông thường là bằng visa dành cho người giám hộ. Hoặc là quý vị phụ huynh cũng có thể đề cử một cái thân nhân trên 21 tuổi và có cái hạnh kiểm tốt. Thì người thân nhân này phải cung cấp giấy kiểm chứng của cảnh sát và bằng chứng về quan hệ trong gia đình và nộp thẳng lên trên tòa đại sứ của Úc để được phê chuẩn. Song song đó thì quý vị phụ huynh và thân nhân phải cung cấp những thông tin cá nhân về người thân nhân này trong cái đơn người giám hộ tại trung tâm tư vấn du học Tân Đại Dương. Và thứ hai là quý vị phụ huynh phải yêu cầu Bộ Giáo dục và Huấn nghệ bang New South Wales sắp xếp homestay dành cho tất cả các bạn học sinh. Về vấn đề homestay thì cũng được xét duyệt rất là kỹ nên quý vị phụ huynh có thể an tâm về vấn đề này. Thì yêu cầu đối với gia đình homestay là phải được đăng ký với một cơ sở cung cấp dịch vụ và nhà cư ngụ bằng một cái hợp đồng với lại Bộ Giáo dục và Huấn nghệ New South Wales, đồng ý cho việc kiểm tra làm việc đối với trẻ em, đối với tất cả các người lớn cư ngụ trong nhà này. Tức có nghĩa là người lớn trong nhà phải chấp thuận là có cái bạn sinh viên này sẽ sinh sống trong nhà của họ. Và hội đủ mọi yêu cầu như đã kể trên thì trong cái tờ thông tin nhà cư ngụ dành cho phụ huynh, cũng như là đồng ý nhận trách nhiệm của một người giám hộ cho các bạn học sinh dưới 18 tuổi như đã được kê trong cái đơn dành cho người giám hộ. Và lưu ý là homestay chỉ được sắp xếp cho học sinh mà thôi. Quý vị phụ huynh hoặc là thân nhân viếng thăm thì phải tự sắp xếp chỗ ở cho riêng mình. Phụ huynh của học sinh từ lớp 9 cho đến lớp 12 thì có thể xin được phê chuẩn cho con của họ sống với thân nhân xa hoặc là bạn bè của gia đình nếu như mà họ có cái mối quan hệ với gia đình của mình. Và những hộ này thì được xem như là homestay được phụ huynh đề cử và phải hội đủ các yêu cầu giống như là một homestay bình thường. Vì lợi ích trong việc phát triển về ngôn ngữ của học sinh thì xin được đề nghị cho các bạn học sinh sống với gia đình nói tiếng Anh. Nếu mà họ đủ điều kiện yêu cầu trên thì vấn đề homestay sẽ được chấp thuận. Và bạn hãy chuẩn bị những giấy tờ cần thiết như sau để kết nộp hồ sơ xin visa vào Úc. Thứ nhất là 4 ảnh hộ chiếu, ảnh cỡ 4x6 mới chụp thì trong vòng 6 tháng. Sở hữu lý lịch bằng tiếng Việt, cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương, ghi chi tiết về các quá trình học của tất cả các bạn học sinh tại tất cả các trường học, cũng như là các khóa học hay là các quá trình làm việc của các bạn học sinh đó. Bên cạnh đó các bạn cũng cần nộp bản sao có công chứng sổ hộ khẩu của gia đình, đầy đủ tất cả các trang, cũng như là bản sao giấy khai sinh. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể nộp giấy đăng ký kết hôn nếu mình đã kết hôn, hay là chứng nhận việc làm nếu mà mình đang trong các quá trình đi làm, chứng từ về việc làm hiện nay của các bạn như là hợp đồng lao động hay là giấy chứng nhận của các cơ quan trong công việc mà mình đang làm và cái khoảng thời gian mà mình đã làm việc với các công ty đó như thế nào. Và song song đó các bạn cũng cần nộp bản sao các văn bằng chứng chỉ các bạn điểm cao nhất của mình và hộ chiếu luôn. Và du học Tân Đại Dương luôn đồng hành cùng các bạn trong quá trình làm hồ sơ du học cho đến những hỗ trợ khi bạn sinh sống ở nước ngoài. Tất cả mọi thắc mắc về thủ tục nhập học, chính sách mới của chính phủ và tài chính ra sao, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương để được giải đáp theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc là gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Và giờ đây Bảo Trâm xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe clip chia sẻ của mẹ bạn đã đậu visa du học Úc các bạn nhé. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với một bạn du học sinh vừa nhận được visa du học Úc, đó là Lai Chí Thịnh. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thịnh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Úc của Thịnh thì như thế nào và qua Úc thì Thịnh sẽ học ở môi trường nào bên đó nhé. Chào Thịnh. Chào chị.
Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Mình tên là Lai Chí Thịnh, mình 17 tuổi, hiện mình đang học trường Trung học Phổ thông Phạm Thế Bường, thành phố Trà Vinh. Sở thích của mình là chơi thể thao, nghe nhạc, xem phim và đặc biệt là hát. Mình vừa nhận được visa du học Úc, cảm giác của mình rất là vui và phấn khởi. Lý do là sao mình lại chọn Úc để du học thân ha? Vì một phần là em có người thân tại Úc, một phần là với lại cái chương trình giáo dục của Úc thì em thấy rất thích hợp với mình, nó tiến bộ, chú trọng vào cái thực hành hơn là lý thuyết. Ở Việt Nam thì mình đã học qua rất nhiều lý thuyết rồi, nên em muốn tiếp xúc với cái chương trình học mà có nhiều cái sự thực hành hơn để mình cọ sát với cái những gì mình đã học. Đầu tiên em sang Úc, em sẽ tham gia vào khóa học Anh văn 46 tuần tại Phoenix Academy. Sau đó em sẽ chuyển tiếp lên học phổ thông tại Canning College. Vậy thì khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dịch vụ thì rất là tốt, đặc biệt là các tư vấn viên thì rất là nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Huệ hướng dẫn rất là nhiệt tình và cụ thể các bước làm hồ sơ, và hồ sơ thì làm rất là chắc chắn. Quá trình chọn trường thì chị Huệ đã có đưa cho thông tin trường cho mình, và mình sẽ quyết định chọn các trường theo sở thích của mình và phù hợp nhất với mình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì tư vấn viên của Tân Đại Dương làm rất là tỉ mỉ và rất là ổn định. Và là mình biết cái dịch vụ của Tân Đại Dương thì em thì ở Trà Vinh thì được biết qua công ty Tân Đại Dương Renewable Internet. Em đã nhận được visa, thì nếu mà có một người bạn bè nào có ý định muốn du học như em thì nên tìm đến công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Vì các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ chuẩn bị hồ sơ cho các bạn tốt hơn. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Thịnh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và cũng như là những cái tình cảm của em đã dành cho Tân Đại Dương. Và một lần nữa thì chị sẽ cảm ơn em rất nhiều. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thịnh chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!